Năm 2022, ngành y tế tỉnh tiếp tục xây dựng hệ thống y tế đảm bảo chất lượng hiệu quả theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, hướng tới thực hiện chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân để người dân được quản lý, chăm sóc và tiếp cận kịp thời các dịch vụ y tế. Tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2015, đến nay bác sĩ Phan Thanh Hồng có 6 năm làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Cùng với đội ngũ nhân viên y tế tại đơn vị, bác sĩ luôn nỗ lực trau dồi chuyên môn, nâng cao y đức, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và góp phần hoàn thành tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong quá trình học làm việc thì bệnh viện cũng tạo điều kiện để chúng tôi trau dồi về chuyên môn, có đào tạo về cấp cứu tim mạch, siêu âm tim. Hiện tại thì tôi đang học lớp chuyên khoa 1 về nội khoa của trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trong quá trình công tác thì tôi được hỗ trợ của các anh chị đồng nghiệp rất là nhiều, đồng thời cũng tham gia điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân. Tôi sẽ cố gắng để hoàn thành cái khóa học chuyên khoa 1 của mình, sau đó thì sẽ định hướng học thêm một số hỗ trợ thêm bên chuyên khoa, cũng có thể là siêu âm tim gắng sức hay là những một số cái thêm, những cái đó thì nó hỗ trợ trong công tác mà mình chăm sóc để đánh giá tiên lượng cho những bệnh nhân về tim mạch. Năm qua, song song với hoạt động khám chữa bệnh thường quy, tỉnh đã triển khai khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế theo hình thức lưỡng dụng, tiết kiệm để nâng cao hiệu quả điều trị. Nổi bật là tại Bệnh viện Đa khoa Long An với đội ngũ hơn 800 nhân viên y tế, trong đó có hơn 160 bác sĩ. Trong năm, bệnh viện khám chữa bệnh cho hơn 320.000 lượt người, tỷ lệ bệnh nhân khám bảo hiểm y tế chiếm gần 90%. Một số kỹ thuật cao được triển khai thành công tại bệnh viện như mổ sọ não, thay khớp gối, khớp háng, phẫu thuật phaco, đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, vĩnh viễn, thông tim can thiệp bệnh tim bẩm sinh và cấu trúc